Xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi có xuống Cần Thơ để đi công tác, sẵn tiện đây tranh thủ một chút thời gian để giới thiệu lại bộ sách Đứa con tinh thần tâm huyết trong hơn 7 năm qua mà tôi đã theo cái ngành nông nghiệp bền vững tuần hoàn, ngành trùng quế đã cho ra đời, cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của một số anh chị vài ngày qua đã liên hệ với tôi về cái kỹ thuật nuôi trùng quế làm sao cho hiệu quả và ứng dụng làm sao để ra làm gia tăng giá trị của cái con trùng quế trong nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Thì tranh thủ thì tôi cũng làm cái video ngắn để tiếp tục giới thiệu lại một lần nữa cho quý anh chị em, đặc biệt là những ai mà chưa có xem qua những cái video mà tôi đã từng giới thiệu, cũng như là một lần nữa cũng muốn tất cả anh chị em, quý bà con, quý khách hàng, những người mà đang muốn dấn thân vào cái mảng nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững để thực hiện cái sứ mệnh của mình, đó là tạo ra một cái nguồn thực phẩm sạch an toàn cung cấp cho toàn thể người dân Việt Nam. Đó là ước mơ cũng như là cái mong muốn thật sự rất là lớn của tôi. Vì một ngọn lửa thì không thể nào mà tạo ra được một cái giá trị to lớn, nhưng nếu như nó kết nối với nhau thì có thể một ngọn lửa có thể tạo ra một cái động lực, tạo ra một cái động lực lớn để truyền lửa cho những ngọn lửa khác. Chúng ta cùng kết hợp lại với nhau tạo thành một ngọn lửa thật lớn để phát triển và một cái nền nông nghiệp tuần bền vững và giúp ích cho bà con, đặc biệt là những người nông dân chân đất, để giúp cho họ có thể được có một cái nguồn kinh tế tốt hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là sản phẩm, những cái sản xuất sản phẩm thô giá trị thấp. Thì Việt Nam chúng ta là một đất nước nằm trong cái kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa thì hoàn toàn thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Thì theo cảm quan và cái đánh giá cá nhân của tôi là như vậy, nhưng vấn đề là làm sao chúng ta phải toàn cầu hóa và làm gia tăng thật là nhiều những cái giá trị hiện tại, nâng cấp những cái giá trị hiện tại của cái mảng nông nghiệp sạch lên để chúng ta có thể không chỉ cung cấp trong nước mà có thể xuất khẩu và chế biến thành những cái sản phẩm cao cấp với bao bì nhãn mác và chất lượng ngày càng cao hơn nữa. Đấy. Và để không làm mất thời gian của mọi người thì hôm nay tôi sẽ nói sâu một chút về cái bộ sách nói về kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Thì trong hơn 7 năm theo đuổi nghề cũng như là nghiên cứu thực chiến những cái sản phẩm và trong cái quá trình nuôi trùng của mình, thì tôi cũng đã tâm huyết cùng với đội ngũ cộng tác, nhân sự, anh em đam mê chiến hữu cùng có chung cái khát vọng phụng sự, đã biên soạn ra cái bộ sách gồm có hai quyển, đó là cái quyển kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch, cái quyển thứ hai là cái quyển kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân heo trực tiếp bằng cái việc sử dụng công nghệ sinh học. Cụ thể ở đây là sử dụng cái bộ men VL01 và VL02. Thì như mọi người thấy ha, hai cái bì sách sẽ là hai cái tên khác nhau. Thì combo bộ sách này hoàn hảo là gồm có hai quyển. Đấy. Và tôi sẽ nói một chút về từng quyển. Cái quyển thứ nhất thì nó dài nhất. Quyển này ra đời đầu tiên, đó là cái kỹ thuật nuôi trùng và ứng dụng những cái sản phẩm từ côn trùng để làm sao mà chúng ta có thể giúp gia tăng năng suất cây trồng cũng như là tạo đất cũng như là phát huy được những cái giá trị tuyệt vời mà cái con vật nhỏ bé, cái con trùng quế mang lại cho nông nghiệp cũng như là bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm nông sản an toàn phục vụ cho con người, và từ đó chúng ta sẽ có một cái cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Thì cái quyển sách này sẽ còn có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là cái kỹ thuật nuôi trùng quế. Đấy, thì nó sẽ có tất tần tật những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kỹ thuật lựa chọn con giống cho ăn, bắt trùng, thu hoạch phân cũng như là những cái phương pháp xử lý những cái thiên địch có hại trong quá trình nuôi trùng. Cái phần thứ hai là ứng dụng những cái sản phẩm của cái ngành trùng, bao gồm phân trùng, trùng thịt, trùng sấy khô, trà trùng, dịch trùng, cám trùng vân vân để ứng dụng trong nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Đấy. Phần thứ ba là những cái phương pháp, những cái giải pháp mà tất cả mọi người đều có thể ứng dụng và có thể áp dụng cho cái vườn của mình, những cái mẹo vặt để sản xuất những cái loại thuốc sinh học từ thảo mộc, những cái phương pháp và những cái dẫn chứng, những cái mô hình đã ứng dụng thành công cái mô hình nuôi trùng quế này. Đấy. Và tất cả những cái sản phẩm cũng như là những cái phương pháp cơ bản nhất tôi đều đưa hết vào trong cuốn sách này với những cái lối viết văn có thể nói là đơn giản nhất có thể để cho giúp cho tất cả mọi người, từ lớn bé, phụ nữ, trẻ em, những người có kiến thức về nông nghiệp và không có kiến thức về nông nghiệp đều có thể đọc và hiểu được. Đấy. Thì trong quá trình biên soạn quyển sách này có thể là sẽ có một số cái vấn đề liên quan đến chính tả và ngữ pháp nó hơi bị sai, thì cũng mong quý độc giả cũng thông cảm bỏ qua và
tôi sẽ cố gắng update cũng như là chỉnh sửa cái nội dung ngữ pháp cũng như là chúng ta tốt hơn trong cái version sau. Đấy, thì hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng cũng như là thích cái quyển sách này để có thể là ứng dụng những kiến thức ở trong quyển sách ra thực tế. Đó là cái niềm vui và niềm vinh hạnh nhất của tôi khi mà quyển sách này được mọi người đọc, ứng dụng và sử dụng thành công cho chính cái vườn, cái farm của mình. Đấy. Và trong cái quá trình đọc sách thì mọi người có thể đặt vấn đề hoặc là liên hệ lại với tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho mọi người trong suốt cái quá trình mà mọi người nghiên cứu và tìm hiểu về cái mảng, cái ngành trùng quế này. Và cái quyển sách thứ hai đó là cái quyển Cẩm nang kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân heo tươi. Thì như tôi có nói lúc nãy, cái quyển sách này sẽ ứng dụng công nghệ sinh học bằng hai cái loại men VL01 và VL02. VL01 là loại men dạng nước, chúng tôi sẽ sử dụng những cái chủng vi sinh mà nó thích nghi tốt trong cái môi trường đường ruột của trùng cũng như là giúp xử lý những cái bất cập trong cái quá trình xử lý phân heo như là bộ mặn, mùi, độc tố, khí độc trong cái phân heo tạo ra cũng như là kích thước những cái hạt cám còn lớn và cân bằng pH để làm sao trùng nó có thể sinh sống và phát triển và nó ăn hết cái lượng phân heo tươi này trong vòng khoảng 2-3 ngày sau khi chúng ta ủ men. Đấy, thì quyển sách này nó sẽ mỏng hơn một chút và nó sẽ cung cấp toàn bộ cái bước quy trình kỹ thuật cũng như là đặc biệt là cái vấn đề là hướng dẫn cho bà con làm sao xử lý phân heo nuôi trùng quế một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra thì sắp tới tôi sẽ tiến hành chuyển giao cái quy trình công nghệ làm dịch trùng quế quy mô công nghiệp. Đối với cái quy trình làm dịch trùng quế truyền thống thì tôi sẽ chuyển giao và hướng dẫn cho bà con, tất cả mọi người đều có thể làm được. Còn đối với những công ty, đối tác, doanh nghiệp lớn mà có nhu cầu thủy phân trùng quy mô hàng trăm ký, hàng tấn trùng để làm dịch trùng quế cho trồng trọt, là phân bón lá, làm dịch trùng để dò sát amin cho vật nuôi, trộn với cám làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ và tư vấn cho quý khách hàng, quý đối tác. Đó là cái hướng mới mà chúng tôi muốn mở rộng sắp tới để có thể là nhân rộng hơn cái mô hình nuôi trùng quế thành công, không chỉ ở cấp độ quy mô nhỏ lẻ mà còn cấp độ trang trại. Bởi vì trong hơn 2 năm qua thì sau khi đã hoàn thành cái bộ sách này rồi thì trong cái quá trình nghiên cứu thì tôi cũng đã tiếp tục cùng với các anh em, những anh em đam mê nông nghiệp sạch đã biên soạn và tiếp tục sẽ cho ra một quyển sách cao cấp tích lũy những cái giá trị về nông nghiệp tuần hoàn, trong đó trùng quế là một mảng nhỏ. Cụ thể ở đây là cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn, vườn, ao, chuồng, phân bón hữu cơ vi sinh, công nghệ sinh học trùng quế và cuối cùng là kết hợp mảng du lịch sinh thái trải nghiệm từ 4 cái hạng mục vừa rồi để chúng ta tạo thành một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín. Từ đó sẽ giúp cho tất cả mọi người, không chỉ là những người sản xuất, những người tiêu dùng mà tất cả những đối tác khách hàng có thể đến tham quan trải nghiệm để biết được tận mắt thấy, tận tay sờ, tận mũi ngửi cũng như là tận miệng thưởng thức những cái món ăn, những loại trái cây nông sản xanh sạch an toàn áp dụng cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn này. Đấy, đó là cái hướng mới. Và quyển sách về nông nghiệp tuần hoàn là cái quyển sách tâm huyết và nhiều chất xám cũng như là mà tôi cũng như là các anh em đổ rất nhiều mồ hôi vào đó, và hy vọng rằng nếu không có vấn đề gì bất cập thì có thể là giữa 2023 năm sau thì quyển sách sẽ có được nhà xuất bản hợp lý phù hợp để có thể là được xuất bản với số lượng để có thể là từ Bắc, Trung, Nam những cái nhà sách và những cái kệ sách có thể là mọi người có thể đến mua một cách chính quy hơn. Đó là cái mong muốn và khát khao, ước mơ của tôi. Bởi vì chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải ứng dụng được, chứ không phải nghiên cứu và chúng ta cất vào trong tủ thì nó rất là phí. Và hy vọng rằng cái video ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn phần nào về giá trị và cái mong muốn khát vọng của tôi cũng như là tập thể những anh em cộng sự tâm huyết để chúng ta cùng nhau chung tay kết nối và xây dựng hệ thống những người trẻ yêu nông nghiệp và góp phần xây dựng phát triển cái nền nông nghiệp bền vững, tuần hoàn dựa trên nền tảng của con trùng quế, và từ đó lan tỏa cái giá trị và thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn cho tất cả bạn bè trên thế giới. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và rất hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần cũng như là hiện tại là combo bộ sách này bằng cách đó là giúp cho tác giả có thể là ứng dụng thành công những kiến thức trong đây. Tôi muốn viết sách và tôi muốn lan tỏa cái thông tin giá trị ra cho tất cả mọi người để mọi người ứng dụng, chứ không phải viết sách để mà cất, để mà bỏ vào tủ thì nó rất là phí. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và rất hy vọng được hỗ trợ, tư vấn và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn phần nào. Và chúng tôi sẽ càng ngày càng nâng cấp kiến thức cũng như là nhiệm vụ chuyên môn để làm sao nâng cấp những cái quyển sách, những cái giá trị tri thức nông nghiệp ứng dụng vào để có thể là giúp đỡ cho nhiều bạn bè, anh chị em, bà con nông dân, khách hàng
đối tác có thể gián tiếp sử dụng những sản phẩm từ cái ngành trùng quế mang lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.